Ayo, 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 hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là Tổ tử đường phố đây giúp người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tạo đại chiến nha, lại mình đây, Tổ tử đường phố đây giúp các bạn ạ. Ok, quay lại clip này. Trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên đăng like, share, mình thân đăng ký kênh, nhớ đăng ký phải mình xin người rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói sơ qua về một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là vấn đề liên quan đến code. Vấn đề đấy anh em quan tâm nhiều nhất luôn, hiện giờ trên kênh anh em comment quá trời luôn ạ. Vấn đề thứ hai thì mình vừa có hình ảnh tướng mới anh em nhá. Đấy, chúng ta lại có thêm hình ảnh tướng mới rồi. Khá là thú vị luôn. Nhận thư đây anh em xem nào. Được 7k hàm đội à, đi lên hàm đội đó các bạn nhá. Bữa nay mình đang bị hơi bị cảm, các bạn thông cảm về giọng nói. Nói chung nói sơ qua về code thì chẳng mình cũng chẳng cần để quay đâu anh em, bởi vì thật sự hiện giờ code cũng chả có code mới đâu anh em, nói thẳng câu là không có code mới đâu. Nhưng vì sao mình vẫn hay để tiêu đề là code thì bây giờ trong video mình nói liên quan đến code thì vẫn phải nói code thôi. Còn đâu vì sao hàng video nào mình cũng liên quan đến code, bởi vì hôm nào cũng có anh em nhắn tin với mình là anh ơi hôm nay có code mới không, anh ơi cho em xin code. Hay nhưng qua anh em thấy video đây, các bạn còn nhắn tin trực tiếp với mình luôn. Đấy, xin code rõ ràng trên video luôn, là trên nick đây luôn. Đấy, tình hình code thì bây giờ chỉ bên Lamy thôi anh em, mình có liên hệ nhưng mà bên game nó không trả lời. Đợt này cũng chả hiểu sao, tuần này thấy bên game khá là im ắng các bạn, không có một cái sự kiện hay code cùng hết các bạn quên. Không có sự kiện mới đâu anh em, chứ đâu sự kiện thì vẫn đang diễn ra đây rồi. Đó. Nói chung là về tình hình code thì anh em mình ngồi chờ thôi, chứ giờ ai cũng nhai đâu các bạn, mình cũng như các bạn đấy cũng đều phải ngồi hóng thôi anh em, chịu rồi. Ok, hôm nay thì lâng full lên đã, 1 2. Pull không đủ pull à. Hôm nay pull được cái bộ cho dòng xạ thủ anh em. Ok, đá bánh nào, xem này đá bánh có gì hot không. Rồi, ok. Xem nào, qua chợ xem có gì không. Cái này nên mua này. Mua này, mua. Mua này anh em. Đấy, mua luôn. Gì nữa không. Mua hết. Mấy cái đá cường hóa này mua hết anh em, hôm qua bị thiếu mới thấy, nhiều khi mới thấy nè. Đây nó đất nó đáng giá thế nào các bạn, tranh thủ mua. Lại ngon rồi. Ui ngon. Ui ngon các bạn, ngon thật sự luôn. Lâu lắm mới có cái vụ phải reset này, tí mất tiêu kim vẫn khá nhiều kim cương nhưng mà lại khá là ngon anh em, xem nào. 137 lần anh em, để xem nào sự kiện. Mình không mới mình nhớ mình cũng quay gần sắp xỉ rồi. Vòng quay may mắn. Ui, vừa đủ anh em, vừa đủ ăn 200 lần luôn, ngon lành. Vừa đủ ăn mốc 200 lần luôn, quay thôi, kiếm thêm vàng luôn các bạn. Xem nào. Ui, đây còn có vụ 250 à. 250, thôi quay đi anh em, một bó làm mới xuống lại còn 100 nữa thì mệt, thôi quay đi các bạn. Hay là lên level cao, lên lên mốc cao hơn. Mình sáng nay vừa mới lên level 141 các bạn, hay thử reset phát nhỉ. Để xem nào, biết đâu lại có 350 thì sao. Quay phát mà bớt đen nào, sao mà đen thế nhờ. Ô, đây rồi anh em, 375. Chắc là cao nhất rồi anh em, thôi kệ quay đây đi, 375 được rồi. Đấy là kiếm thêm một đống vàng nữa, ngon lành. Tự nhiên hốt được đống quà, sự kiện ngon lành luôn anh em. À, tiện nói qua về tướng mới luôn nhá, dành cho anh em đã đang thắng ạ. Nói chung thì hôm qua mình lại vừa mới được một bạn gửi cho một đống ảnh của tướng mới anh em. Một con tướng mà hôm qua mình đang quay dở. Anh em muốn biết hào thì dõi theo video thôi, đỡ phải mất thời gian. Giờ mình quay đã. 11 lần quay nữa. Nói chung cuối tuần này thì giờ anh em qua server mới cũng chả có gì để săn ạ. Qua server mới giờ cũng như cũng được 13 thùng bia đúng không? 13, 15, 15 thùng bia các bạn. Đấy. Sự kiện thì không có rồi, nói chung tuần này sự kiện khá là im ắng các bạn, thật sự mình chịu luôn, nạp vào thì cũng vẫn chỉ có vậy thôi anh em, không có nhiều. Nói chung tuần này là một tuần khá là im ắng của bên game, không thấy gì hết. Ngoài ra về cái vấn đề 80k sub của bên game nhá, có nhiều anh em hỏi là kênh hải tặc đại chiến của bên game đã lên được 80k sub rồi, nó có tặng code không anh? Thì các bạn phải nhớ lại cái hôm mà hôm 2020 anh em, cái đợt năm ngoái nhá, nói vậy cho nó vui. Đấy, cái đợt năm ngoái, cái hôm mà cuối năm đấy là game nó thông báo rõ ràng rồi, các mốc tiếp theo sẽ là 70 và 100k anh em. Thì bữa là chúng ta ăn được mốc 70 rồi, đúng không? Giờ còn mốc 100k thì phải đợi đến 100k sub anh em nhá. Còn đâu 100k sub bên game tặng gì thì chưa thấy nói, các bạn cũng chưa thấy một thông báo hay là một cái báo cáo gì rõ ràng của bên game hết. Nói chung là vẫn cứ im lắm, chả thấy nói gì. Giờ thôi chúng ta có thể đó là ngồi đợi thôi anh em. Đấy.
chơi game mà ngồi đợi thôi. Nhưng thường theo chuyên môn làm game lâu như mình ấy, mình thấy thường các game mà im lặng như này á thì sắp tới khi mà nó ra mắt ấy, thì chắc chắn là một cái sự kiện khá là khủng các bạn. Bên game sẽ để cho chúng ta một thời gian để kiểu như họ sẽ để một tuần như này để im lặng đi, xong tuần sau update một phát là sẽ nâng cấp phiên bản hay là một cái gì đấy người ta đột phá một phát một luôn anh em. Thế là chúng ta cũng để cho bên game nó có cơ hội các bạn nhé, cứ từ từ thong thả không phải hối. Ok, 141k các bạn rồi. Thôi thất Vũ Hải bỏ đi anh em, bỏ thất A nhắc nhắc đây rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nói về tướng mới anh em. Hôm qua thì mình có đề xuất với anh em đó về mắt diều hâu mi hoác anh em. Hôm qua thì mình có đụng độ mắt diều hâu mi hoác đúng anh em. Ok. Thì hôm qua có một bạn gửi cho mình thông tin về tướng này. Đó, gửi cho mình thông tin về tướng này khá là hay. Giờ mình sẽ review qua cho anh em xem nhá. Ok, đây chúng ta có một chút chỗ video thì mình cũng mới xem bên gấu nhân phẩm nhưng không tin nhiều anh em lại cứ comment ạ. Đây là kêu. Đây, có hình ảnh đánh qua thì mình không bữa mình đánh không lên thôi anh em. Đó mình định đánh lên boss luôn. Xem qua skin của cháu nó anh em. Đây. Khi ra trận đây anh em, đấy, mắt diều hâu mi hoác nó tung kin khá đẹp các bạn, nếu mà bạn ý thì kin của cháu nó khá đẹp luôn. Anh em thì xem qua. Đấy, cái quả ulti nha. Chém 3 round cực kỳ phê luôn các bạn. Ok, và đây là chính là hình ảnh của mắt diều hâu mi hoác anh em. Cái ảnh này nghe bảo mấy bạn bảo là ảnh ghép nhưng mà skin này là chuẩn nhá. Mình nói qua luôn, không nhiều bạn lại kêu. Cái bây giờ bạn bảo rồi, ở đây ấy, cái skin ấy thì là chuẩn nhưng mà hình ảnh là ghép. Đó. Tính ra con này là thuộc dạng ở dạng thông minh anh em. Đó thì bên game nó công bố cho chúng ta biết rồi, nó là trong nằm trong boss Thất Vũ Hải thì anh em nhìn là biết rồi, nó là dạng thông minh. Nhưng hình ảnh này các bạn gửi cho mình bảo đây là ảnh này ảnh ghép anh ạ, hay là bạn đi đâu đâu thì mình không biết, nhưng bạn đi bảo là skin này bao chuẩn luôn anh khỏi lo, có thể quay video cho anh em xem thì mình cũng quay qua để anh em tham khảo thêm. Đây. Đầu tiên là quả của đây kim thứ hai à, kiếm sĩ mạnh nhất anh em, bị động tăng cho bản thân 44% máu và giảm 20% sát, giảm sát anh em cũng sát thương, giảm sát 20% sát. Mục tiêu tiếp theo đó là phản sát thương anh em nhá. Bị động khi nhận sát thương phản công gây sát thương 200%. Ui, cái này ngon này. Ủa, tính ra trong game chúng ta tổng cả thể là có bao nhiêu tướng phản sát thương nhỉ? Hình như là có 3 tướng đúng không? Mình nhớ là 3 tướng. Phanh Ki là 1 này, A là 2. Và giờ sẽ là mắt diều hâu mi hoác là 3 anh em. Như A ấy thì là khá là buồn, thật sự A là mình thấy A là không ăn thua anh em. A là nó sẽ dựa vào phần giáp, giáp đúng không? Hơn giáp thì mới phản công được, còn nó thấp hơn là không phản công được anh em. Còn đâu Phanh Ki thì mình chưa xem ký, Phanh Ki như là phản công ngay trực tiếp anh em, cũng như đây. Đấy, khi nhận sát thương cái là phản công anh em, cứ thằng nào động vào cái nó đấm cho sấp mặt ngay các bạn đấy, chỉ cần động vào nó thôi nó sẽ đánh lại ngay, nó không không như nảy la ngay anh em, Thất Vũ Hải mà. Dù sao cũng là một trong Thất Vũ Hải nên là cũng không đùa được, chuyện đấy là bình thường rồi anh em. Đấy, không thể phủ nhận được sức mạnh của cháu nó. Cái này phải công nhận. Đây anh em Thất Vũ Hải luôn, kin khi nhận sát thương giảm 15% công, 24% chí mạng của đối thủ trong vòng 2 lượt à. Khá là căng anh em. Đây quả ulti sóng xung kích anh em nhá, gây 185 phát công phần trăm công kẻ địch hàng trước và sao chép 35% thủ địch trong vòng 3 lượt, tự hồi máu cho bản thân 160% công mỗi lượt, mỗi vòng trong vòng 6 lượt anh em. Ui, mình chưa đánh được đến con boss này nhưng mình cảm thấy nó khá là mạnh rồi các bạn. Mình đã cảm thấy cái sự mạnh mẽ của cháu nó rồi anh em, cảm thấy khó nhai và khó ăn rồi anh em, khá là căng đấy, chưa biết thế nào anh em. Hắng thôi, giờ chúng ta đã ngồi hắng thôi anh em biết sao giờ. Ok, đó là những thông tin hiện ngày ngày hôm nay mình có thể chia sẻ cho anh em về mắt diều hâu mi hoác. Đó, mình mới nhận được anh em nhá. Chopper có biệt danh là gì? Bác sĩ tử thần. Chopper à? Kẻ yêu kẹo bông. Tên đầy đủ của Robin là Nico Robin. Tiếp theo đó là tàu của dâu trắng tên gì? Cái này khổ này. Bữa như mình trả lời được rồi đúng không? Sơn sắc Mordidic. Mordidic đúng rồi. Đúng là Mordidic này, mình nhớ mà. Số tiền của Luffy tăng lên 300 triệu khi đánh bại ai? Luffy anh em. Con hổ đấy. Tăng người hổ đấy. Ai là fan quần của băng mũ rơm? Bartolomeo à? Kẻ ăn thịt người anh em. Đấy. Kẻ ăn thịt người. Với khả năng nó tạo ra khiên. Ở trong đây là có này các bạn này. Mình nhớ là có mà. Đó, đây anh em Balatomil này. Hay là tiếp cho nó phát nhỉ. Thằng này dạng thông minh nhỉ. Để xem mình có không anh em. Giờ trong đội hình còn. Trong túi có anh em, trong túi có. Để Balatomil ra chơi anh em. Dù sao hôm nay cũng không biết làm gì. Để Balatomil ra chơi nhỉ. Dù sao chúng ta cũng chưa test mấy con tướng kiểu này bao giờ. Thử đi test cho nó xem đánh đấm ra sao anh em. Tướng Balatomil đâu. Đây rồi anh em. Úp lên.
xem nào. Ủa, sao mở kin ra? À đây rồi, anh em mở kin rồi. Nhìn tưởng không mở kin nữa, để xem kin cho nó như thế nào. Trông thế mà chỉ là tự A thôi các bạn, nâng được lên level 80, có thể nâng sao lên nữa. Gây sát thương 115 công cho kỳ tiền hàng sau mỗi lượt. Nếu vai địch là sát thủ sẽ gây thêm sát thương. Ui, ngon nhờ. Kỹ năng tăng cho bản thân 50% sát thương kỹ năng và 20% máu. Và quả nữa là nhận sát thương từ lộ và kẻ địch đánh thường gây 75 sát thương. Kẻ chuẩn trong 3 lượt anh em. Ok, kiếm đồ cho nó mang đã. Con này dạng thông minh à? À, thông minh nhưng mình có đồ ở đây đúng không? Từ từ, vai trò nó là gì? Vai trò của thằng này là gì đã? Vai trò của nó là chỉ huy à? Ngon, được luôn. Mang cho hẳn bộ chỉ huy cao cấp luôn các bạn nhá. Đây. Đấy, gỡ hẳn trang bị bộ cao cấp luôn. Đấy, trang bị cho bộ cao cấp luôn này. Đấy, xịn xò bò luôn anh em. Tổng lực chiến là 52k. Đấy. Và là Tomil. Chặt mấy tướng này có kẻ bùi các bạn. Đây đứa này Smoker này. Ông ảo tưởng này, ông này ảo tưởng siêu chúng mạnh nhất trong phim đấy. Xem nào, xem nào. Mấy anh em được chiến 200k thôi. Để rồi anh em. Con này bao nhiêu? 200k đấy các bạn, 200k. Bỏ ra. Thông minh. Được rồi, ban lạc tốt mưu rồi. Sao nào? Đây rồi anh em. Mang cả chiến hàm nữa chắc đánh được. Xem ra trận đánh được không. Thẻ lưới cũng với phong cách giờ. Cũng tí bản khiện. Ui, đừng có đùa với chúng tôi anh em, bắn khiên khá mạnh đấy. Ô đừng có đùa anh em, đừng có đùa với ba lạp tô mưu. Ui trông vậy chứ đừng có đùa anh em, khá là mạnh đấy các bạn, đùa đâu, đừng có đùa anh em, xịn thật sự ạ. Trông mấy con tướng thế thôi nhưng nó không phải vậy đâu anh em, nhìn vậy chứ không phải vậy, khá là khỏe, đánh khá là phê. Mình nhớ bữa là có tem nào đây, tem bao nhiêu, 1 triệu rồi, tem này 1 triệu anh em kiếm tem. Mình nhớ có tem nữa mà, một tem 200k đây, tem này 2 triệu các bạn, tem này 1 triệu rồi, 400k nên 400k đánh chân sau anh em, 52k được chiến gặp 400k. Chắc chắn là không ăn được rồi. Đâu rồi, đâu rồi, vố con nào. Bị khóa mồm rồi anh em, đánh ở trận này không được ulti rồi. Mà không ulti thì anh đánh đấm được cái gì, thua chắc luôn. Ok, nói chung video hôm nay thì chắc kết thúc đây thôi anh em. Chúc anh em buổi tuần vui vẻ nha. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở kênh video. Bye bye, chúc anh em xem video vẻ.